bây giờ sẽ là phần thực hiện thử thách của Bùi Tiến Phong và Đoàn Bảo Ân, Trần Phước Nguyên và Lê Đình Long. Là mình cũng đang có vấn đề về khớp tay ấy. Nhưng mình vẫn cố gắng leo và trong khoảng tầm vài giây mình đã lấy được đồ. Giúp bạn xíu đi. Giúp bạn rồi, yeah. Tinh thần là phải như vậy. Ok, go up. Một xíu nữa thôi rồi vô. Ok. Xin kính chào ban giám khảo. Hôm nay đến với chương trình thì em có lấy được một chiếc túi. Chiếc túi này gợi cho em nhớ đến việc bảo vệ môi trường, không chỉ đối với người phụ nữ, về công việc nội trợ gia đình. Họ có thể tiết kiệm được rất nhiều khoản và bảo vệ được môi trường khi không phải sử dụng những vật phẩm bằng túi bóng. Đối với Alex thì Mother Make a Man, cái cách bạn hành xử và cái cách bạn đã giúp bạn Phong là lý do vì sao Alex chọn bạn ngày hôm nay. Chúc mừng Ngân. Wow, cố lên, sao được rồi. Muốn cho một quý ông trước kim ta coi cần có sự tinh tế. Sự tinh tế ở đây nói là lựa chọn một món quà cho người mình thương, cũng như là trao đi cái tình cảm của mình cho người đó. Cho nên sự tinh tế rất cần thiết cho một quý ông ạ. Em xin cảm ơn. Ok, cảm ơn em. Em rất chân chất, đơn sơ. Nhưng mà dễ thương mà. Chị vẫn thích người yêu tặng gấu bông nhá. Thế á? Ừ, dễ thương mà. Nếu mà chị thích cái mai chị chọn nhau, gấu bông ấy về sẽ về tay chị. Ê, sao giống Hữu Long quá à? Ai cũng giống Hữu Long. Đúng bạn Lâm lên bàn nhà xe đi. Nguyên, nếu mà có thêm thời gian để mà trau dồi cũng như là phát triển bản thân hơn ấy, thì Long nghĩ là ở trong cuộc thi này á, Nguyên là một trong những cái thí sinh tốt đầu. Long nói Nguyên là cần thêm thời gian là sẽ vô tấp đầu luôn vậy? Không có khuyên bạn nghỉ 1 năm đi, năm sau quay lại thi làm quán quân. Nhưng mà 1 năm thì nó sẽ mất nhiều cơ hội lắm anh. 1 năm có thể kiếm được ra bao nhiêu tiền đúng không? Thấy chưa, tôi đã bảo giống mà, giống nhau y chang. Đơn giản. Nhưng mà đơn giản cũng là tốt mà. Thì tốt, mình còn nói gì đâu, tốt mà. Vì hôm nay Nguyên làm tốt hơn từ đầu tới cuối. Chân chất dễ thương. Anh chọn Nguyên nhé.